Kính chào các bạn ngày hôm nay thứ hai ngày 3 tháng 8 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin cấm nhập cảnh, khóa tài khoản, Mỹ ra tay trừng phạt quan chức Trung Quốc. Mỹ đã tăng cường áp lực kinh tế đối với tỉnh Tân Cương của Trung Quốc vào ngày thứ Sáu, áp đặt các chế tài lên một công ty và hai quan chức Trung Quốc đầy quyền lực về điều mà Mỹ nói đây là những vi phạm nhân quyền đối với người Duy Ngô Nhĩ và các dân tộc thiểu số khác của Trung Quốc. Hành động này là đòn mới nhất giáng vào quan hệ giữa Mỹ và Trung Quốc, được đưa ra sau một tuần khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đóng cửa lãnh sự quán Trung Quốc tại Houston, đã khiến Bắc Kinh đóng cửa lãnh sự quán Mỹ ở Thành Đô. Đây là hình ảnh. Trước đó vào ngày 10 tháng 7, bốn quan chức Tân Cương đã bị Mỹ trừng phạt gồm các ông Trần Toàn Quốc, Ủy viên Bộ Chính trị Trung ương, Bí thư khu ủy khu tự trị Tân Cương, Chu Hải Luân, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân khu tự trị, Vương Minh Sơn, Bí thư Đảng ủy kiêm Giám đốc Sở Công an khu tự trị và Hoắc Lưu Quân, cựu Giám đốc Sở Công an Tân Cương. Bộ Tài chính Mỹ nói trong một thông báo họ đã đưa vào danh sách đen binh đoàn kiến thiết sản xuất Tân Cương cùng với Tôn Kim Long, cựu chính ủy binh đoàn này và Bành Gia Thụy, Phó Chính ủy và Tư lệnh binh đoàn với các cáo buộc họ dính líu đến các vi phạm nhân quyền nghiêm trọng đối với các dân tộc thiểu số ở Tân Cương. Và những vi phạm nhân quyền của Đảng Cộng sản Trung Quốc ở Tân Cương đối với người Duy Ngô Nhĩ và nhóm thiểu số Hồi giáo là vết nhơ của thế kỷ, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đã nói trong một phát biểu. Và Trung Quốc thì phủ nhận ngược đãi người dân tộc thiểu số này và nói rằng các trại câu lưu nhiều người Duy Ngô Nhĩ giúp đào tạo nghề và là biện pháp cần thiết để chống lại chủ nghĩa cực đoan. Hành động của Washington phong tỏa bất kỳ tài sản nào tại Mỹ của công ty và các quan chức này, nhìn chung cấm người Mỹ giao dịch với họ và ngăn hai quan chức này đi đến Mỹ. Hãng tin Reuters cho biết một quan chức chính quyền cấp cao của Mỹ phát biểu với điều kiện ẩn danh mô tả công ty này là một tổ chức bán quân sự bí mật, thực hiện nhiều chức năng dưới sự kiểm soát trực tiếp của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Họ trực tiếp tham gia vào việc thi hành các hoạt động do thám, câu lưu và nhồi sọ của Đảng Cộng sản Trung Quốc mà tất cả chúng ta đều biết nhắm vào người Duy Ngô Nhĩ và các thành viên của các sắc dân tộc thiểu số khác ở Tân Cương, quan chức Mỹ này nói. Và Bộ Tài chính cũng cấp giấy phép cho phép một số giao dịch và hoạt động thoái vốn liên quan đến các công ty con bị chặn của tập đoàn này cho đến ngày 30 tháng 9. Gần đây, Washington áp đặt chế tài lên Bí thư Đảng ủy Đảng Cộng sản khu tự trị Tân Cương, Trần Toàn Quốc, quan chức cấp cao nhất của Trung Quốc bị nhắm mục tiêu. Hành động này đưa vào danh sách đen một thành viên của Bộ Chính trị đầy quyền lực của Trung Quốc và chính ủy của công ty này cũng như các quan chức khác và Cục Công an Tân Cương. Tổng lãnh sứ quán Mỹ đóng cửa và Thành Đô đặt lo mất luôn đầu tư nước ngoài ở đây. Đây là hình ảnh giới chức Trung Quốc vào tiếp quản Tổng lãnh sứ quán Mỹ ở Thành Đô vào sáng ngày 27 tháng 7. Các nhân viên của phía Mỹ đã rời đi trước đó một ngày. Sau khi Tổng lãnh sứ quán Mỹ tại Thành Đô bị đóng cửa, nhiều người lo lắng khu vực này sẽ mất đi cơ hội tiếp cận đầu tư ngoại và các cơ hội kinh doanh khác. Vào tháng 10 năm 1985, Tổng lãnh sứ quán Mỹ tại Thành Đô được thành lập dưới thời của Tổng thống George Bush. 35 năm sau đó, Bắc Kinh đã ra lệnh đóng cửa cơ quan này, nơi từng đại diện cho thiện chí và tình bạn giữa hai quốc gia. Và quyết định trên của Bắc Kinh nhằm đáp trả động thái tương tự của Mỹ tại thành phố Houston, bang Texas của Mỹ. Đối với nhiều người dân địa phương, Tổng lãnh sứ quán này là một phần của thành phố và là cửa sổ giúp họ tiếp cận Mỹ và thế giới bên ngoài. Việc Tổng lãnh sứ quán đột ngột đóng cửa đem đến sự bất tiện trong nhiều phương diện. Quan trọng hơn cả, điều này đồng nghĩa với việc mất đi những cơ hội kinh doanh. Và việc Tổng lãnh sứ quán Mỹ bị đóng cửa và cả Trung Quốc ở hai phía cho thấy dấu chấm hết cho tình bạn giữa Mỹ và Trung Quốc. Và điều này khiến nhiều người cảm thấy buồn. Ông Peng Chongqing, một chuyên gia đối ngoại của Bắc Kinh, nói với tờ Bưu điện Hoa Nam buổi sáng như vậy. Tính đến cuối năm 2018, Thành Đô đã thu hút được 285 trong số 500 doanh nghiệp hàng đầu thế giới. Báo cáo từ Phòng Thương mại Mỹ ở phía Tây Nam Trung Quốc cho thấy, tới năm 2019, Thành Đô đã trở thành lựa chọn ưu tiên của đầu tư trong số các thành phố hạng 2 của Trung Quốc. Ông Jeff Moon, cựu Tổng lãnh sự Mỹ tại Thành Đô giai đoạn 2003-2006, cảnh báo môi trường kinh doanh tại khu vực sẽ bị ảnh hưởng nặng nề. Ông nói, tác động kinh tế của việc này là doanh nghiệp ngoại sẽ cân nhắc các nguy cơ chính trị ngày một tăng, gây ảnh hưởng xấu tới môi trường kinh doanh chung và điều đó đồng nghĩa với rằng các công ty nước ngoài tại Trung Quốc sẽ không lập tức rời đi, nhưng nguy cơ cao sẽ khiến các doanh nghiệp bỏ kế hoạch rót thêm vốn vào khu vực, hoãn lại việc thực hiện các cam kết sâu hơn và tìm kiếm cơ hội làm ăn ở những nơi khác.
Ngoại trưởng Mike Pompeo vào hôm 30 tháng 7 cho hay Mỹ đang cân nhắc các biện pháp cho phép người dân Hồng Kông được định cư tại Mỹ sau khi Trung Quốc áp đặt luật an ninh quốc gia mới lên đặc khu này. Đây là hình ảnh Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo. Khi được hỏi về liệu Mỹ có gia hạn tị nạn hay có các cơ hội thực thi cho người dân Hồng Kông hay không, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cho rằng chúng tôi đang xem xét điều đó. Nhà ngoại giao Mỹ hàng đầu đã khen ngợi Anh đã có quyết định tuyệt vời về việc để mở khả năng nhập quốc tịch Anh cho người dân Hồng Kông. Theo Ngoại trưởng Pompeo, Tổng thống Donald Trump đang tích cực xem xét cách Mỹ đối xử với những người xin tị nạn từ Hồng Kông hoặc cấp chương trình thị thực liên quan đến việc đó. Một sắc lệnh được ông Trump ký trong tháng này không cam kết hỗ trợ vô điều kiện cho người Hồng Kông rời thành phố, nhưng ra lệnh tiếp nhận những người tị nạn từ Hồng Kông dựa trên những lo ngại về nhân đạo. Tuy nhiên, chính quyền của Tổng thống Trump đã nhiều lần hạ mức trần tiếp nhận người tị nạn hàng năm, hiện là 18.000 người trong năm 2020. Ngoại trưởng Pompeo cho biết tình thế đang thay đổi trong cách xử lý của Mỹ đối với Trung Quốc, đồng thời khẳng định có sự hậu thuẫn quốc tế dành cho chính sách của Washington, ngay cả khi bày tỏ lo ngại với số lượng quốc gia ủng hộ luật an ninh mới của Bắc Kinh áp đặt lên Hồng Kông. Chúng tôi nhìn thấy bản chất thực sự của Trung Quốc là mối đe dọa trung tâm của thời đại chúng ta, Ngoại trưởng Pompeo đã nhấn mạnh. Ông Pompeo cho biết các quốc gia khác đang hỗ trợ các sáng kiến của Mỹ như thúc đẩy việc loại bỏ thiết bị của tập đoàn Trung Quốc Huawei khỏi mạng 5G và việc tăng cường các cuộc diễn tập ở Biển Đông. Ngoại trưởng Pompeo cũng tiếp tục cho hay chính sách ngoại giao mạnh mẽ của Mỹ đã giúp dẫn dắt sự thức tỉnh quốc tế trước mối đe dọa của Trung Quốc. Thưa các thượng nghị sĩ, tình thế đang thay đổi. Tuy nhiên, ông Pompeo cũng lưu ý những khó khăn khi thành lập một liên minh quốc tế đối phó với Trung Quốc khi xét đến sức mạnh kinh tế của nước này. Và chính sách mới của Tổng thống Donald Trump đối với Trung Quốc đó là, ông nói, tôi sẽ cấm TikTok hoạt động ở Hoa Kỳ. Đây là hình ảnh TikTok từng phát triển cực nhanh ở Ấn Độ nhưng vừa bị cấm ở đất nước này cùng với nhiều ứng dụng khác của Trung Quốc. Tổng thống Donald Trump vừa tuyên bố sẽ cấm app của TikTok hoạt động tại Hoa Kỳ. Ông nói có thể ra sắc lệnh ngay cuối tuần này. Mỹ cũng bày tỏ lo ngại app của công ty Trung Quốc David Dancer có thể thu thập dữ liệu của người Mỹ. TikTok bác bỏ cáo buộc chính phủ Trung Quốc kiểm soát công ty. Hiện có khoảng 80 triệu người dùng TikTok ở Mỹ. Cũng có tin nói rằng Microsoft định mua TikTok nhưng không rõ việc này có được cho phép hay không. App chia sẻ video ngắn TikTok là hiện tượng toàn cầu thời gian qua rất được giới trẻ dưới 20 tuổi ưa chuộng. Ấn Độ đã cấm TikTok và nhiều app của Trung Quốc khác. Úc cũng nói đang cân nhắc cấm TikTok sau khi cấm Huawei và ZTE. Và chính giới Mỹ đã bày tỏ lo ngại rằng ByteDance thông qua TikTok có thể thu nhập dữ liệu cho chính phủ Trung Quốc. Tại Trung Quốc, ByteDance có app tương tự như Douyin. Công ty nói dữ liệu người dùng Mỹ được đặt ở Mỹ và server dự phòng đặt ở Singapore. CEO của TikTok Kevin Mayer tuần này đã nói như sau. Chúng tôi không hề chính trị, không nhận quảng cáo chính trị, không có nghị trình che giấu. TikTok đã bị chỉ trích nhiều nhất vì nguy cơ dò dỉ dữ liệu người dùng cao. Nhưng cho đến nay, ngoài việc có thể xác định rằng TikTok thuộc về một công ty nước ngoài, chính phủ Mỹ vẫn chưa thể cung cấp đủ bằng chứng để xác nhận và cáo buộc này. TikTok cũng nói rằng tất cả dữ liệu người dùng ở Mỹ được lưu trữ tại quốc gia này và hỗ trợ sao lưu tại Singapore. Mặt khác, trong lịch sử hoạt động ngắn từ 2 đến 3 năm, TikTok cũng đã có những vi phạm an ninh. Đây là hình ảnh công ty mẹ của TikTok là ByteDance có trụ sở tại Bắc Kinh, Trung Quốc, sở hữu hàng ngàn nhân viên. Vào tháng 2 năm 2019, Ủy ban Thương mại Liên bang Mỹ tuyên bố đã phạt 5,7 triệu đô la đối với người tiền nhiệm của TikTok, ứng dụng video ngắn âm nhạc music.ly vì đã thu thập bất hợp pháp thông tin cá nhân của trẻ em và vi phạm đạo luật bảo vệ quyền riêng tư trực tuyến của trẻ em. Đầu năm nay, công ty an ninh mạng Israel Checkpoint cũng đã công bố báo cáo nghiên cứu rằng TikTok có lỗ hổng bảo mật nghiêm trọng. Tin tặc có thể sử dụng các lỗ hổng này để thao túng dữ liệu người dùng và tiết lộ thông tin cá nhân. Các lỗ hổng đã được vá lại sau đó. Mới tháng trước, TikTok đã bị cáo buộc truy cập trái phép vào bảng tạng của người dùng, khiến người dùng lo lắng rằng điều này sẽ làm lộ dữ liệu riêng tư mật khẩu. TikTok sau đó đã giải thích rằng tính năng này là một phần của tính năng chống spam, có thể phát hiện người dùng đang cố gắng đăng cùng một bình luận trên các video khác nhau. Nhưng TikTok chưa bao giờ giữ dữ liệu trên clipboard của bất kỳ ai. Sau khi tranh chấp được phơi bày, tính năng này đã bị vô hiệu hóa. Và điều đáng nói là tranh chấp trên cũng đã xuất hiện ở trên rất nhiều nền tảng truyền thông mạng xã hội khác. Ngoài việc tự động thu thập dữ liệu người dùng,
TikTok còn có một lượng lớn thông tin người dùng, chẳng hạn như các video mà hàng chục triệu người Mỹ đang xem và nội dung họ tìm kiếm. Một số nhà nghiên cứu lo lắng rằng có thể ảnh hưởng đến một môi trường dư luận ở Mỹ. Và hacker Trung Quốc được cho rằng đã tấn công các công ty nghiên cứu vaccine virus corona tại Mỹ. Đây là hình ảnh công ty công nghệ sinh học Moderna của Mỹ, nơi dẫn đầu về nghiên cứu phát triển vaccine cúm Vũ Hán. Cuộc đua sản xuất vaccine đối phó với virus Vũ Hán trên toàn cầu đang bước vào giai đoạn gây cấn. Trong đó, công ty Moderna tại Mỹ đang ở vị trí dẫn đầu. Mới đây, có hãng truyền thông tại Anh cho biết hacker liên quan đến chính phủ Trung Quốc đã coi Moderna là mục tiêu tấn công để cố gắng đánh cắp các thông tin có giá trị. Vào hôm 30 tháng 7, hãng tin Reuters dẫn thông tin từ một nhân viên an ninh Mỹ chuyên theo dõi hoạt động của các hacker Trung Quốc cho biết. Từ đầu năm nay, hacker liên quan đến chính phủ Trung Quốc đã nhắm mục tiêu tấn công vào công ty nghiên cứu và phát triển vaccine cúm Vũ Hán và công ty công nghệ sinh học Moderna của Mỹ. Vị này không cung cấp thêm các thông tin chi tiết, nhưng công ty Moderna cũng đã xác nhận với hãng Reuters rằng công ty đã làm việc với Cục Điều tra Liên bang Mỹ FBI và biết được việc Bộ Tư pháp Mỹ truy tố hai hacker Trung Quốc vào tuần trước. Tổ chức hacker được nhắc đến trong báo trạng truy tố có liên quan đến hoạt động trinh sát thông tin. Vào tuần trước, Bộ Tư pháp Mỹ đã truy tố Lý Hiểu Ninh, 34 tuổi và Đồng Gia Trí, 33 tuổi với 11 tội danh, cáo buộc hai người này tiến hành tấn công hack vào máy tính ở nhiều nơi trên thế giới, đồng thời đánh cắp lượng lớn bí mật thương mại cùng các dữ liệu khác. Các cáo trạng đặc biệt nhắc đến gần đây, hai hacker đã tấn công vào ba cơ quan của Mỹ tham gia vào nghiên cứu vaccine. Và Trung Quốc đã tiến hành trinh sát đối với hệ thống mạng máy tính của công ty công nghệ sinh học nằm ở bang Massachusetts, đang tham gia vào nghiên cứu phát triển vaccine Vũ Hán để tìm hiểu xem có lỗ hổng an toàn nào không. Công ty Moderna nói trên nằm ở bang Massachusetts. Hồi tháng 1 năm nay, công ty này tuyên bố nghiên cứu vaccine virus corona, một trong những công ty lớn tiến hành nghiên cứu vaccine sớm nhất. Hiện tại, chính quyền Trung Quốc chưa có phản hồi gì về báo cáo của hãng Reuters. Tuy nhiên, Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ đã dự đoán phản hồi của Bộ Ngoại giao Trung Quốc. Bởi vì người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Trung Quốc nhất quán cho biết Trung Quốc là người bị hại chính trong cuộc đánh cắp và tấn công mạng, đồng thời đã tuyên bố Trung Quốc cương quyết phản đối và trấn áp các hành động hack. Các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .de ngày hôm nay thứ Hai, ngày 3 tháng 8 năm 2020 với bản tin Cấm nhập cảnh, khóa tài khoản, Mỹ ra tay trừng phạt quan chức Trung Quốc. Các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .de để luôn nhận được những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .de.